Hello, xin chào tất cả các anh em. Nay mình sẽ hướng dẫn cho các anh em một con quét đầu tư. Nên tất cả anh em đầu tiên thì mình đã rút được con quét này lợi nhuận phần trăm 100% trong vòng 24 giờ các bạn. Vì nó khởi chạy nên anh em mình phải đánh nhanh rút lẹ mới được nha anh em. Thấy sợi cam đầu tiên mình hướng dẫn cho tất cả các bạn đăng ký luôn nha. Con này đầu tư BTC này nọ đồ BTC, ETH đồ đó. Bitcoin, đồng đót, nhưng mà mình đầu tư đồng đót. Thì mình cũng đã test và rút rất ok nha các bạn. Rồi mình sao lại bằng chứng cho tất cả các bạn coi luôn. Hôm qua mình đăng ký và mình đầu tư 300 đốt và lợi nhuận của mình được 600 đốt nha các bạn. Nó xử lý trong vòng 24 tiếng đồng hồ nhưng mà tiền về khoảng 28 tiếng rồi. Rồi các bạn, mình hướng dẫn các bạn đăng ký và các bạn bắt cái địa chỉ này vô, sao chép địa chỉ đốt đó. Còn nào TH, Litecoin, đồng đốt thì rồi anh em nhập cái mã captcha vô. S A T W S Z S A T S A T Z S Tài ơi. Phần anh em nhập cái mã captcha vô nha anh em. Rồi anh em nhập cái captcha vào, anh em bấm nút tăng anh em. Dự án này cái lợi nhuận là rất là cao nên anh em phải đánh nhanh để rút lẹ anh em. Mình hy vọng con này khởi chạy trong vòng 1 tháng thôi. Một ngày anh em lợi nhuận 100%. Vì vòng 1 nó đang chạy anh em. Rồi đầu anh em bấm vào nút tiền gửi nha. Con này không, anh em bấm vào nút tiền gửi thôi. Con này anh em chỉ cần đầu tư rồi anh em bấm vào nút ba chỗ gạch để đầu tư. Con này rồi anh em copy cái địa chỉ, anh em copy cái địa chỉ của nó lại, sao chép đúng không ta, cái đầu của nó là DF5. Rồi mình nhớ cái đầu địa chỉ của nó vô đi, mình sẽ qua mình đánh, mình đầu tư cho nó luôn. Rồi anh em bấm nút gỡ anh em. Anh em bắt cái địa chỉ này vô. Rồi mình coi cái đầu số thôi. Rồi đúng rồi, mình đầu tư 1k đốt nha anh em. Ủa, đầu tư 900 đốt đi. Rồi anh em bấm nút tiếp theo nha. Hôm qua mình là được 300, nay mình đầu tư 900 luôn. Rồi anh em bấm nút xác nhận nha. Con này anh em không có gì cút tiền, nhưng đầu tư sau 24 giờ nó tự động nó tiền nó về anh em. Kèo này anh em phải đánh nhanh rút loạn lẹ anh em để tránh sự cam. Con này khởi chạy được cỡ khoảng 4-5 ngày nay mà mình test mình rút về là ok, còn rút về anh em. Rồi sau 15 phút anh em vào nút kiểm tra lên anh em. Anh em kiểm tra vào một hồ sơ nè, tổng của địa chỉ mình đầu tư. Đặt cọc 300 lốt thanh toán 24 giờ. Sau khi anh em cỡ khoảng 15 phút nó mới cập nhật anh em. Anh em bấm vào nút tiền gỡ là cái số tiền của mình hẹn luôn anh em. Rồi là chỉ việc là anh em là đợi gần ơi là tự động tiền nó về, anh em khỏi cần vô rút nha anh em. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Xin chúc anh em kiếm thật là nhiều tiền trên một con web đầu tư này nghe tất cả anh em. Vì rất là ngon. Anh em chứ đâu cần làm gì đâu. Chỉ cần nạp tiền vô là trăm ăn trăm. Rồi, vậy video của mình đến đây kết thúc. Chào tạm biệt tất cả anh em nha.